Vâng, hôm nay thì Phạm Huấn lên cho anh em một cái mẫu máy rung bên em mới cải tiến anh chị em các bạn nhé. Con này chúng ta dùng rất là ok luôn. Đấy, máy rung rất là khỏe này. Anh em thấy không? Quá chất lượng luôn. Đấy, chúng ta đặt lên máy rung một rung này quá ok luôn anh em thấy không? Nó đang bị sơn ướt nên anh em không cầm tay vào cái trục này được nha. Các bác cầm vào cái trục này máy rất là chất luôn nhá. Máy rung cực kỳ là khỏe luôn. Đó, anh em thấy không? Đặt lên khay này mà rung thì chấm hết luôn. Anh em cầm tay vào đây như này là chúng ta sử dụng rất là ok luôn nhá. Máy rung khỏe anh em sử dụng để đúc con kê rồi đúc chậu cảnh rồi rung bê tông rất là chất và ok luôn. Anh chị em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp đến hotline của Phạm Huấn để được tư vấn này. Kết bạn Zalo đuôi 39 để được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video sau. Đó, máy rung cầm tay cực kỳ là chất luôn. Anh em đúc chậu cảnh rồi sử dụng tất cả các cái chất liệu đều là ok hết, dùng cho bê tông, rung rất khỏe đây, em cắm lại cho các bác xem này. Đấy, rung đùng luôn. Rồi xin chào các bác.